Quý vị và các bạn đang đến với những thông tin mới nhất liên quan đến tiền đạo Huỳnh Như tại câu lạc bộ Lành FC. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Tại vòng đấu thứ 14 của giải vô địch quốc gia bóng đá nữ Bồ Đào Nha, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ có một trận đấu trên sân nhà. Và với cuộc tiếp đón, đội bóng đang nằm ở vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng hiện tại, đó chính là câu lạc bộ bóng đá nữ Benfica. Tính trong năm 2022, Lành FC và Benfica chạm trán nhau tổng cộng 4 lần và cả 4 lần đó đều là những trận thua mới mặt đến từ vị trí của Lành FC. Rõ ràng đẳng cấp và trình độ là một khoảng cách rất lớn giữa hai đội bóng này. Thậm chí trong 4 lần chạm trán gần đây nhất, các cô gái đến từ Lành FC chưa một lần chọc thủng lưới của đội bạn. Cũng chính vì thế mà cuộc đụng độ tới đây giữa hai đội bóng này hứa hẹn sẽ rất thú vị. Đội khách sẽ hướng tới trận thứ 5 liên tiếp bất bại trước đối thủ Lành FC, còn chủ nhà Lành FC sẽ hy vọng có được một điểm hoặc là chỉ ít sẽ ghi được bàn thắng vào lưới của Benfica ở vòng đấu thứ 14 này. Huỳnh Như là cái tên chắc chắn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và kỳ vọng đến từ người hâm mộ. Sau màn thể hiện chói sáng, sắm vai người hùng trong trận đấu với Torrenci ở vòng đấu thứ 13, Huỳnh Như của chúng ta đang nổi hơn bao giờ hết tại vùng đất Braga. Thậm chí cô còn được người hâm mộ Việt Nam ở quê nhà quan tâm và ủng hộ, tin tưởng hơn cả Văn Toàn, Công Phượng và Quang Hải khi xuất ngoại. Bóng đá nữ Việt Nam những năm qua nếu nhìn thẳng vào sự thật là không có cửa để so sánh với bóng đá nam. Nếu xét về tình yêu và sự quan tâm của người hâm mộ, kể cả cơ sở vật chất và đầu tư đến từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đều không thể lấy ra so sánh với đồng nghiệp nam trên tất cả các hạng mục. Tuy nhiên trong năm 2023, dường như nó đang vận hành và phát triển theo chiều hướng tích cực hơn đối với Huỳnh Như nói riêng và các cô gái quân đội áo số của Việt Nam nói chung. Chúng ta sẽ có một giải đấu rất lớn, đó chính là World Cup nữ được tổ chức vào tháng 7. Chúng ta đang có Huỳnh Như đang ghi bàn đều như vắt chanh tại châu Âu. Chắc chắn những điều này sẽ làm một diện mạo bóng đá Việt Nam nói chung sẽ được thay đổi trong mắt của bạn bè quốc tế. Quay trở lại với trận đấu quan trọng tại vòng đấu thứ 14 của Liga BPI, Huỳnh Như hứa hẹn sẽ được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu. Và chúng ta đang rất hy vọng Huỳnh Như sẽ viết lại lịch sử cho những lần đối đầu giữa Lành FC và đội bóng cực mạnh Benfica. Chỉ cần chọc thủng lưới đối thủ, đó cũng là một câu chuyện lịch sử của cuộc gặp gỡ trong vòng đấu thứ 14 tại giải đấu bóng đá cao nhất bóng đá nữ Bồ Đào Nha. Được biết trận đấu này sẽ chính thức được diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 5 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Quý vị và các bạn nhớ chú ý theo dõi. Ở cuối bản tin này thì chúng tôi sẽ cập nhật đến với toàn thể quý vị và các bạn lịch thi đấu của Huỳnh Như ở những vòng đấu tiếp theo. Nhớ là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.